Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, thì như mọi người biết thì với cái tình của dịch bệnh nó diễn biến ngày một phức tạp, thế nên cái việc là lá lành đùm cái lá rách và cái lá rách đùm cái lá tả tơi, vì không để ai phải nhịn một bữa cơm nào. Như vậy thì chúng ta đã biết sau khi những cái ATM gạo được dựng lên, thì vừa rồi thì tại Hà Nội đã có thêm một cái siêu thị không đồng. Vâng, siêu thị không đồng dành cho người nghèo để chống Envy. Thì ngày 13 tháng 4, siêu thị không đồng tại Hà Nội chính thức khai trương tại tòa nhà số 117 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng, mình xin nhắc lại cái địa chỉ là tòa nhà số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với những người nghèo, người có những hoàn cảnh khó khăn, không có nguồn thu nhập trong thời gian cách ly toàn xã hội khi ATM gạo chưa được nhiều. Thì sau khi ATM gạo siêu thị Hạnh Phúc với giá 0 đồng chính thức khai trương ở đằng sau tòa nhà số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng, siêu thị Hạnh Phúc này với giá 0 đồng chính thức khai trương ở đằng sau tòa nhà số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 13 tháng 4 để giúp đỡ những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người không có thu nhập trong thời gian cách ly toàn xã hội. Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống Envy, tại siêu thị không đồng, những người thuộc diện được hỗ trợ sẽ xếp hàng lần lượt theo các ô vẽ sẵn với khoảng cách là 2 mét trên một người, ghi lại thông tin cá nhân bao gồm như là địa chỉ. Sau đó thì người mua sẽ được chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm trong siêu thị này bày bán, như là ví dụ có trong này thì có những cái mặt hàng bày bán như là gạo này, mì tôm, quần áo, dầu ăn, nước mắm, mì chính, thuốc, sách và quần áo với tổng giá trị không quá là 100.000 đồng và được thanh toán với giá 0 đồng một lần mua sắm. Vâng, thì như vậy thì chúng ta vào siêu thị này, chúng ta sẽ có thể mua được khá là nhiều thứ, nhưng mà không được mua, mỗi một lần mua không được quá 100.000. Thì ở trong này còn bao gồm có, trong siêu thị có thì có gạo này, mì tôm, quần áo, dầu ăn, nước mắm, mì chính, thuốc, sách. Như vậy thì Như vậy mỗi lần vào chúng ta mua thì không được quá 100.000 đồng. Và số tiền này thì được thanh toán là 0 đồng. Chúng ta không mất tiền. Mỗi lần được mua một lần là không quá 100.000. Thì được biết thì siêu thị này được mở từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày, với cầu nói quen thuộc tại các địa điểm từ thiện trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Nếu bạn khó khăn thì hãy lấy những gì mình cần. Nếu bạn đủ xin hãy nhường cho người khó khăn hơn. Thì ngoài Hà Nội còn có 7 siêu thị không đồng khác cũng vừa được triển khai trên khắp cả nước, như là ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Huế, Thái Nguyên, Phú Yên, và sắp tới triển khai một cái ở Ninh Thuận và Bình Thuận và Yên Bái. Vâng, thì như vậy thì chúng ta biết được rằng là không chỉ ở Hà Nội mà có siêu thị không đồng, ngoài ra lúc này còn có tới 7 nơi đã lập những cái siêu thị không đồng khác, như ở Bắc Ninh có một cái này, Bắc Giang này, Lạng Sơn, ở Hải Dương, Huế, Thái Nguyên, Phú Yên, và sắp tới triển khai thêm cái ở Ninh Thuận, Bình Thuận và ở Yên Bái. Đang theo chia sẻ của đại diện đơn vị tổ chức siêu thị không đồng này thì được một đơn vị tài trợ là 6 tỷ đồng, đang lưu trữ hơn 5 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác trên 8 tỉnh thành. Thì mô hình này sẽ kéo dài thời gian hoạt động xuyên suốt thời gian dịch bệnh và sẽ tiếp tục duy trì sau khi hết dịch bệnh, để đưa siêu thị Hạnh Phúc này là điểm đến cho những người khó khăn trong cuộc sống. Thì cô Lê Thị Chắt, 65 tuổi, kiếm sống qua ngày bằng nghề bán đồng nát, cảm thấy rất là vui. Đó, sau khi tham gia siêu thị Hạnh Phúc thì cô ở Hà Nội này đã có thêm được cái chỗ để chúng ta lui tới để mua với cái giá 0 đồng. Trong một ngày thì chúng ta có thể mua được rất nhiều cái nhu yếu phẩm ở trong cái siêu thị Hạnh Phúc này với giá là 0 đồng. Nhưng mà mỗi lần mua thì mọi người chỉ được mua với giá dưới 100.000 đồng. Đây là những cái siêu thị được mở ra dưới sự tài trợ của một doanh nhân hay một doanh nghiệp nào đó, có gói hỗ trợ là 6 tỷ đồng đó, đang lưu trữ với 5 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác trên 8 tỉnh thành. Mô hình này sẽ kéo dài thời gian hoạt động xuyên suốt trong thời gian dịch bệnh và có hướng là sẽ tiếp tục duy trì sau khi hết dịch, để đưa siêu thị Hạnh Phúc này là cái điểm đến của những người khó khăn trong cuộc sống. Vâng, đây là cái tin mới nhất mình mới cập nhật được cho mọi người. Thì lúc này tại Hà Nội đã có một cái siêu thị Hạnh Phúc không đồng. Mọi người vào đây mua thì không mất tiền, nhưng mỗi lần mua thì chúng ta chỉ được mua dưới 100.000 đồng. Và trong này đã khá nhiều cái nhu yếu phẩm cần thiết cho những người cần trong lúc đang để cách ly toàn xã hội này. Vâng, đây là cái tin vui mình mới cập nhật để cho mọi người được biết. Nếu như ai cần thì chúng ta có thể qua đằng sau của cái tòa nhà là 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội để được mua, được lấy những cái nhu yếu phẩm cần thiết ở đây.
Và còn một số tỉnh khác thì họ đang bắt đầu triển khai. Khi nào có địa chỉ cụ thể thì mình sẽ thông tin để cho mọi người cùng được biết. Video này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và gặp lại tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.